Mở đầu phiên chất vấn, nhiều đại biểu chất vấn lãnh đạo Sở Xây dựng về trách nhiệm của sở này về các công trình xây dựng khởi công khi chưa có phép, đặc biệt với các tòa nhà chung cư trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh là còn 8 cái chung cư đang xây dựng mà chưa được cấp phép. Thì tôi xin hỏi đề nghị ông cho biết là cái giải pháp cụ thể để xử lý cái 8 cái chung cư chưa được cấp phép trong thời gian tới như thế nào? Tôi xin hết. Báo cáo với đại biểu ạ. Theo cái quy định tại nghị định 180 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị thì có quy định như sau. Thứ nhất là có 4 cái xử lý: ngừng thi công xây dựng công trình, thứ hai đình chỉ thi công, áp dụng các biện pháp ngừng cung cấp điện nước, nếu mà sai phạm nặng thì phải cưỡng chế tháo dỡ. Cái thứ ba là phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra, là xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, có thể nếu nặng có thể phải xử lý hình sự. Giống như hiện nay ấy, thì cái vụ công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Thành đổ cần tháp gây chết người thì công an thành phố Vinh đang tiến hành điều tra, có hợp tác của cơ quan chuyên môn là Sở Xây dựng. Còn cái thứ sáu là nêu tên trên website của các cơ quan chuyên môn từ Bộ Xây dựng rồi xuống. Thế mà cả 6 cái hình thức này thì vừa qua chúng ta đều có xử lý. Phiên chất vấn nóng lên về vấn đề bất cập trong việc triển khai mô hình trường học mới Vinen và công tác xã hội hóa trong trường học. Đại biểu Nguyễn Thị Lan của huyện Đô Lương đặt câu hỏi. Để thực hiện cái mô hình trường học mới thì trong thời gian qua sở cũng đã có nhiều kế hoạch, có thể nói là theo bà đánh giá là đồng bộ để thực hiện cái này. Nhưng mà qua khảo sát thực tế thì chúng tôi thấy là cái việc mà tổ chức triển khai cái mô hình trường học mới thì cũng chưa đồng bộ. Và thông qua cái báo cáo trả lời ý kiến đơn thư tại trường trung học cơ sở Hưng Sùng, thành phố Vinh thì một trong những nguyên nhân mà gây đơn thư của tập thể phụ huynh của trường thì đó là văn bản chỉ đạo của ngành chưa rõ về lộ trình triển khai mô hình trường học mới, đặc biệt là về tổ chức các kỳ thi. Vậy ba đánh giá việc này như thế nào? Xin hết. Một giải pháp trong thời gian sắp tới, thực sự phụ huynh nhớ rằng những nơi này họ băn khoăn. Họ băn khoăn là ở chỗ là con họ học cái mô hình này thì cũng có những cái mặt tích cực. Nhưng không biết thời gian tới học thế này thì liệu có hòa đồng được với các cái mô hình theo học truyền thống không? Và rốt cục cuối cùng là thi như thế nào? Và một kỳ thi mà các phụ huynh cử tri rất quan tâm đó là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tuyển sinh vào Phan Bội Châu. Vậy thì để giải tỏa được vấn đề này thì chúng tôi cũng xin trao đổi báo cáo và thông tin. Đó là về kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay thì đã thi theo hướng đánh giá năng lực học sinh như thế này. Về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thì 2 năm nay sở đã chỉ đạo và theo lộ trình dạy học 2 năm nay là theo hướng phát triển năng lực học sinh. Và dần dần từng bước sẽ có các khảo sát kiểm tra đánh giá theo kỳ thi của hướng kỳ thi phổ thông quốc gia. Và nếu đầy đủ điều kiện thì 1 năm nữa và chậm nhất là 2 năm nữa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của tỉnh chúng ta sẽ thi theo hướng này. Trước những ý kiến trái chiều đối với hiệu quả của mô hình trường học mới Vinen, kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Chủ tọa kỳ họp đề nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh và ngành giáo dục mấy cái điểm thế này. Thứ nhất là tạm dừng việc nhân rộng mô hình trường học mới khi chúng ta chưa chuẩn bị kỹ và chỉ thực hiện cái mô hình trường học mới trên cơ sở là đảm bảo cái nguyên tắc tự nguyện. Mà trong cái tự nguyện thì cái tự nguyện quan trọng rất đáng phải chú ý là tự nguyện của các bậc phụ huynh học sinh, chứ chúng ta không áp đặt. Và việc thực hiện mô hình này thì phải tính toán đảm bảo các cái điều kiện cần và đủ, phù hợp với cái tình hình của địa phương, phù hợp với tình hình của nhà trường. Chúng ta không máy móc và không áp đặt. Đó là điểm thứ nhất thì chúng tôi đề nghị. Thứ hai là đối với những trường đã thực hiện thí điểm mô hình trường học mới Vinen thì đề nghị
là ngành, ủy ban, ngành và các trường phải đánh giá tổng kết một cách nghiêm túc, khoa học để thứ nhất là phát huy những mặt mạnh của nó. Thứ hai là rút ra những cái thành tố tốt để chúng ta vận dụng vào trong quá trình đổi mới giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học. Và thứ ba là chúng ta cố gắng hạn chế tối đa những cái bất cập mà có thể hệ lụy đến học sinh, quyền lợi học sinh, làm phụ huynh băn khoăn lo lắng. Thì đối với mô hình trường học mới VNN, chúng tôi đề nghị như vậy.